Chợ Lá Dông Ông Tạ nằm tại ngã ba giữa đoạn đường Cách Mạng Tháng 8 và Phạm Văn Hai, quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh. Đây được xem là một trong những nơi bán lá dông nhiều nhất tại thành phố Hồ Chí Minh. Trong những ngày cận Tết, lá dông được các tiểu thương nhập về từ nhiều tỉnh thành và bán với giá khoảng từ 50.000 đồng đến 100.000 đồng một bó. Theo các tiểu thương, mặc dù giá lá dông đã giảm so với năm trước, nhưng lượng tiêu thụ khá thấp. Do giá các nguyên liệu khác tăng mạnh nên nhiều gia đình đã cắt giảm lượng bánh. Mình có mắt, ta làm nó ít, thì số lượng mình cũng bình thường thôi. Mình đủ ba về, mình đủ bán thôi chứ không cần vô nhiều. Tuy không tất bật như những năm trước, nhưng hiện nay, các tiểu thương vẫn chuẩn bị lá dông rất chu đáo và cẩn thận để cung cấp cho khách hàng. Ngoài lá dông, tại đây, quý khán giả có thể tìm mua dây lạc hay khuôn gói bánh với giá khoảng từ 30 cho đến 50.000 đồng một cái.